Xin kính chào các anh, các chị, các quý khách hàng đã đến với video nhận định xu thế tuần của công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Hồ Chí Minh. Như thường lệ, chúng ta sẽ có nhận định về các sản phẩm hàng hóa trên thị trường hàng hóa. Và để bắt đầu một tuần mới, một tháng mới, từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8, chúng ta hãy đến với sản phẩm đầu tiên của chúng ta, đó là sản phẩm ngô, hợp đồng ký hạn tháng 12. Như mọi người đã thể thấy được rằng là sản phẩm ngô đã tạo ra một mô hình trên vô cùng tốt để chúng ta thuận tiện hơn khi giao dịch. Mô hình trên là thế nào? Mô hình trên là khi mà các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và các đáy sau cao hơn cái đáy trước. Rồi, với mô hình trên chúng ta sẽ biết được điều gì? Thứ nhất, đó là biên dao động của giá sẽ bị hẹp dần. Tiến sâu vào mô hình trên, giá gần như có mức đỉnh sau và mức đáy sau gần như thu hẹp lại với nhau. Và chính vì điều này, chúng ta có thể thấy được rằng là giá sẽ có biến động mạnh trong thời gian tới. Rồi, trong mô hình trên này, chúng ta có thể biết được điều gì nữa? Chúng ta biết được rằng là khi mà giá đang tạo các đáy và các đáy này gần như liên tiếp thử. Với việc thử này, chúng ta hiểu được gì ạ? Hiểu được rằng là giá đang có những mức hỗ trợ rất là tốt để tránh được việc là giá không bị trượt sâu, giảm sâu khi ra những báo cáo quan trọng. Rồi, đúng rồi, chúng ta sẽ có hai báo cáo quan trọng, đó là báo cáo nhiệt động, báo cáo nhiệt ngũ cốc và báo cáo ép dầu hoạt động trong ngày thứ ba, trong đêm ngày thứ ba tuần sau. Với việc khi mà có những báo cáo như thế, những mức hỗ trợ an toàn này, những mức hỗ trợ cứng này của chúng ta sẽ là những mức hỗ trợ giúp cho chúng ta có thể xác định được là xu thế của giá đang dao động thế nào trong mô hình trên. Vậy thì với cái mức hỗ trợ này, chúng ta có thể có chiến lược đầu tư chúng ta như thế nào? Rồi, đầu tiên chúng ta có thể xem xét kênh mua khi giá thử lại một lần nữa tại vùng hỗ trợ là vùng giá là 535. Vùng giá này sẽ là vùng giá hỗ trợ tốt chúng ta. Nếu báo cáo xuất khẩu tốt thì việc tăng trở lại lên vùng 580 sẽ là tuyệt vời. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải đề phòng như hồi đầu tháng 7 chúng ta khi mà báo cáo ra hay báo cáo quan trọng chúng ta ra vô cùng xấu và ảnh hưởng đã gây áp lực trên giá. Vậy thì mức hỗ trợ thứ hai, mức hỗ trợ vùng giá là 510-515 sẽ là vùng giá tâm lý, vùng giá hỗ trợ tâm lý, và cũng như là vùng giá mà chúng ta có thể xem giá có trượt biên và giảm sâu hay không. Nhưng như thường lệ, chúng ta sẽ có cái đánh giá chúng ta rằng là kịch bản nào sẽ là kịch bản mà thuận tiện hơn, kịch bản nào sẽ là bạn có khả năng xảy ra nhiều hơn. Vậy thì đối với em, trong khi mà chúng ta đang thấy được rằng hai mức hỗ trợ được hiện lên thì có thể có ra về phân tích kỹ thuật như thế này thì kịch bản người tăng người giá là tương đối tốt. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nên đề phòng về việc là giá giảm sâu sau khi ra báo cáo và trở về vùng giá là 480. Còn như nếu như đúng như chúng ta có suy đoán và chúng ta đoán thì vùng giá 535 hay vùng giá 515 sẽ là vùng giá tốt, chúng ta có thể xem xét kênh mua lên, cắt lỗ ngay khi đối với lệnh đầu tiên chúng ta có thể cắt lỗ ngay khi giá đặt xuống vùng là 525-26. Đó, chúng ta có thể thấy rằng giá thoát khỏi cái vùng hỗ trợ 1 rồi. Và chúng ta sẽ tiếp đến lệnh thứ hai chúng ta có mức cắt lỗ là ngay dưới biên dưới của kênh của mô hình trên. Và nếu chúng ta thấy được rằng là nếu giá thoát khỏi mô hình trên, chúng ta có thể xem xét bán đuôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm lúa mì hợp đồng ký hạn tháng 12 năm 2021. Như đã thảo luận trong ngày thứ tư, buổi hội thảo ngày thứ tư của chúng ta thấy được rằng là lúa mì đã có nguồn tin tốt và nguồn tin xấu gần như là ngang bằng với nhau, khiến cho giá liên tiếp biến động mạnh nhưng có trong mức kháng cự ở mức hỗ trợ nhất định. Mức hỗ trợ nào? Mức hỗ trợ chúng ta thấy được rằng mức hỗ trợ vùng giá là 670 và vùng giá hỗ trợ rất là tốt khi chúng ta sự điều chỉnh vào ngày từ ngày 23 tháng 7 rồi lập tức tăng trở lại vào những ngày cuối tháng 7 vừa qua. Trong tuần tới, giá sẽ tiếp tục phải đối mặt với mức kháng cự vùng giá là bao nhiêu ạ? Vùng giá là 720. Vùng giá 720 này sẽ là vùng giá kháng cự vô cùng quan trọng để có thể biết được rằng là giá có tiếp tục điều chỉnh không, hay có lẽ một lần nữa trong tuần tới có thể tăng mạnh khi mà
các báo cáo, hay là về tin tức xuất khẩu, hay là về tin tức về lũ lụt đó. Những thông tin như thế chúng ta thấy được rằng nếu tiếp tục được rằng là lũ lụt xảy ra ở khu vực Tây Âu, hay là có những thông tin ảnh hưởng đến sản lượng của lúa mì, thì việc giá một lần nữa tăng trở lại lên trên vùng giá là 760, 763 sẽ là điều không quá khó để thực hiện. Tuy nhiên, theo những gì đang suy đoán, với việc giá tăng cao và những tin tức về lũ lụt đã thực sự tác động vào giá trong thời gian qua, như là tin đã vào giá rồi, đó nếu mà nó có tăng một lần nữa thì khó có thể là tăng được lên cao. Do đó chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là nếu giá tăng sẽ chỉ đạt mức nhất định, đó là vùng giá là 740, chỉ lên trên này thôi ạ. Đó, nó tăng rất là ít. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy được rằng sự điều chỉnh của nó sẽ khó rất là cao khi mà giá sau khi chạm những mức kháng cự này và giảm sâu sẽ là một lần nữa về cái mức hỗ trợ chúng ta trong thời gian qua là mức hỗ trợ giá 670. Đây sẽ là kịch bản trong tuần tới. Đây là những dự kiến trong kịch bản trong tuần tới khi mà giá tăng nhẹ và rồi giảm sâu do những tin tức, do tin tức về sản lượng của lúa mì đã tăng cao trong thời gian qua. Chúng ta có thể là xem xét kênh mua đuổi nếu mà giá tăng cao trên khỏi 720, chúng ta sẽ xem xét mua đuổi. Và vâng, khi mà giá đã đạt đỉnh, khi mà giá đã chạm gần đỉnh vùng giá là từ 650-750 này, thì chúng ta có thể xem xét kênh bán cắt lỗ tại đỉnh, và chúng ta có thể thấy được rằng là một nguồn lợi nhuận nếu điều chỉnh như chúng ta suy nghĩ, thì giá có thể điều chỉnh từ vùng giá là 750 xuống tận vùng giá là 680, vùng mức hỗ trợ an toàn của chúng ta. Tương tự với ngô, giá đậu tương cũng tạo ra rất nhiều những mức hỗ trợ trong mô hình trên. Mô hình trên chúng ta có thể thấy được rằng là giá đã có mức biến động dao động hẹp khi mà tiến sâu vào trong mô hình. Vậy nên trong tuần tới chúng ta có thể thấy được rằng là sự bứt phá hoặc tương tự với sản phẩm ngô, chúng ta có thể thấy rằng thị trường đậu tương hợp đồng ký hạn 81 năm 2021 cũng là đang tiến sâu hơn vào trong mô hình trên. Và đương nhiên rồi, khi mà tiến sâu vào trong mô hình trên, chúng ta thấy được rằng giá đang đề phòng, đang có một trạng thái gọi là đề phòng trước những báo cáo quan trọng trong đầu tháng 8 tuần tới. Vậy thì những mức hỗ trợ tương tự như vậy, những mức hỗ trợ sẽ là những mức mà chúng ta có thể xem xét để chúng ta canh mua lên, và chúng ta có thể luôn luôn đề phòng từ việc là giá giảm sâu, báo cáo ra giá giảm sâu, và chúng ta cần phải có những chiến lược đầu tư của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, vậy thì trong trường hợp này giá chúng ta đang ở đâu ạ? Giá chúng ta đang ở vùng giá là 1349. Vùng giá này sẽ là vùng giá mà trong tuần tới sẽ biến động vô cùng mạnh. Tức là sao ạ? Tức là khi mà giá đang trong mức hỗ trợ, đây là một mức hỗ trợ một của chúng ta sẽ gọi là mức hỗ trợ một. Với việc là giá đang trong mức hỗ trợ một này, nếu được xem xét được rằng là khi mà đi trong mô hình, chúng ta sẽ luôn được rằng là giá chạm bên trên mô hình thì giảm, mà giá chạm bên dưới mô hình thì tăng. Vậy thì nếu trường hợp chúng ta có thể nói được rằng là như chúng ta đang có những trường hợp rất là tích cực, những kịch bản rất là tích cực đối với ngô và lúa và đậu tương, vậy thì trường hợp tích cực của chúng ta thì thấy được giá chạm một lần nữa vào mức hỗ trợ của chúng ta là vùng giá là 31.340 này, chúng ta có thể tăng lên chạm biên trên và tăng lên vượt khỏi cái biên trên và về cái mức đỉnh vùng giá là 1.450 hay là về mức đỉnh vùng giá 1.460. Rồi, trường hợp này có thể nói là rất là hữu ích cho chúng ta khi mà các anh chị nào đang canh mua tại thời điểm này, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta vẫn luôn phải đề phòng, và trường hợp đề phòng này chúng ta đối và như mỗi khi chúng ta sẽ có cái xác suất của nó. Vậy thì trong với việc là giá đang đứng giữa mô hình trên này thì như xác suất của việc là tăng và giảm sẽ là tương đối với nhau. Em đang dự báo đối với việc tăng sẽ là 55%, với việc giảm 45%. Với việc gần như nó tăng với việc là xác suất của hai khả năng nó đang cân bằng nhau như thế, chúng ta sẽ cần phải chờ đợi khi mà báo cáo ra sẽ là cái lúc mà chúng ta có thể thấy được rằng là giá biến động đúng theo những gì mà nó đang muốn. Vậy thì việc nó đang đứng giữa thế này, chúng ta sẽ phải đề phòng thôi, chúng ta đề phòng là giá có thể thực sự tăng hay không. Còn nếu giảm, nó giảm ở đâu,
giảm đầu tiên sẽ là mức giảm về vùng mức hỗ trợ 2 và cũng như dư cũng như là vùng cũng như là biên giới của mô hình trên sẽ là vùng giá là 1.300, giá 1.300, vùng giá vô cùng tâm lý. Rồi nếu là về vùng này giá vẫn tiếp tục giảm thêm thì chúng ta có thể xem xét bán đuổi từ mức hỗ trợ 2 chúng ta là vùng giá 1.300 xuống vùng giá là 1.250. Vâng, đây là tất cả những gì mà chúng ta có khả năng, đây là tất cả những khả năng của chúng ta thôi. Chúng ta có thể xem xét rất là nhiều thứ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn luôn phải đề phòng khi mà báo cáo ra ngày thứ đêm thứ ba trong tuần sau. Chúng ta cần phải biết và chúng ta sẽ biết được trong tuần sau giá thực sự tăng vượt lên trên mô hình về đỉnh hay không. Hay chúng ta có thể xem xét bán đuổi khi mà giá phá biên giới mô hình. Chuyển sang nhóm sản phẩm khác, chúng ta sẽ đến với sản phẩm Robusta. Wow, tuyệt vời. Một mô hình, không có mô hình nào nữa cả. Khi mà giá đã tăng cao đột biến. Sự đột biến này thực ra cũng có thể giải thích được thôi. Khi mà chúng ta thể thấy được rằng những tin tức về việc là Brazil gặp băng giá và cái hiện tượng băng giá này, một thời tiết này ảnh hưởng vô cùng xấu, đặc biệt là đối với sản phẩm cà phê. Vậy thì cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn tháng 11 chúng ta có thể thấy được điều gì? Giá có một biên tăng vùng tốt, có một kênh tăng gần như là đã từ tháng 4 từ vùng giá là 1.381 lên tới vùng giá đó là bao nhiêu? Đó là 2.000, chạm mức 2.000 và đột ngột, không phải đột ngột ạ. Giá sau khi trong thời gian này, thời gian cuối tháng này, nó bắt buộc phải giảm thôi khi mà đây là thời gian mà liên quan đến việc thu hoạch những sản lượng của cà phê đã tăng rất là tốt. Dù là tắc biên tại Việt Nam, dù là có những hiện tượng băng giá thì bằng đã tăng rồi, giá cũng đã tăng rồi. Thì bây giờ nó đến lượt giảm. Lượt giảm thì chúng ta có thể nói được rằng là lượt giảm một là kỹ thuật. Tất nhiên rồi, khi mà vào giá và vùng quá mua thì nó sẽ bắt đầu điều chỉnh, đúng không ạ? Tuy nhiên kỹ thuật hay cơ bản chúng ta đều thấy được giá giảm về vùng giá là 1.800 rồi. Vùng giá này sẽ là vùng giá vô cùng tâm lý. Vì sao ạ? Chúng ta thấy được rằng là để nó bớt ra khỏi vùng giá 1.800, nó tăng cao lên 2.000 thì giờ nó một lần nữa về 1.800 và đã có sự rút chân. Sự rút chân này có thể thấy được rằng là trong cái lý này, khi mà giá đang vẫn có một mùa, vẫn có một hỗ trợ vô cùng tốt đối với giá cà phê Robusta. Vậy thì trong tuần tới chúng ta giao dịch thế nào? Tuần tới chúng ta có thể xem xét kênh mua. Vì sao? Lực mua của nó vẫn tốt thế này, chúng ta không ngại gì một kênh mua cả. Tuy nhiên việc mua này chúng ta cần phải đề phòng về việc là do đó nếu mà nó lực bán thế này, nó đã mạnh như thế này rồi, không có ngân nó không có gì để có thể bảo rằng là tự nhiên lực bán để biến mất hết được cả. Do đó chúng ta có thể xem xét kênh mua nhẹ, do đây gọi là sự hồi phục khi mà giá đã vào vùng quá bán, hồi phục nhẹ thôi rồi chúng ta có thể bán tiếp ạ. Vì sao? Lực bán vẫn đem được đánh giá là cao. Do đó chúng ta có thể kênh mua nhẹ thôi ạ. Những anh chị nào đó đã kênh mua thì chúng ta nên là xem xét cho được sớm hoặc là có cái mức cắt lỗ phù hợp để tránh được việc là giá rủi ro của giá giảm sâu tăng cao. Còn những anh chị nào kênh bán tuyệt vời, các anh chị nào kênh bán thì tuyệt vời, bán từ 2.000 thì quá tuyệt vời luôn rồi. Từ 2.000 xuống 1.800 giá, gần như là 2.000 đô rồi, đúng không ạ? Rồi nếu mà các anh chị là kênh bán, giá hồi phục lên, các anh chị cứ bình tĩnh, không sao cả. Chúng ta vẫn có một sự điều chỉnh tiếp xuống biên giới của kênh tăng. Đó sẽ là vùng giá là 1.730. Đó sẽ là tín đường của cà phê Robusta trong tuần sau. Một sản phẩm được đánh giá là khó thể nắm bắt nhất, đó là sản phẩm cacao. Cacao, vì sao khó nắm bắt? Đó là vì những tin tức sản lượng, những tin tức về phân tích cơ bản cực kỳ ít. Chúng ta có được thu thập được những thông tin về sản phẩm cacao này rất là ít ạ. Vậy nên việc giao dịch đối với sản phẩm cacao là khó. Tuy nhiên về phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể thấy được rằng là đối với phân tích kỹ thuật, giá đã đi theo những mô hình trên, giá đã có những mức hỗ trợ, giá đã có những kháng cự vô cùng rõ ràng, thì chúng ta có thể xác định được là vào vùng này thì chúng ta kênh bán và vùng này thì chúng ta kênh mua. Vậy thì giá bây giờ đang diễn ra như thế nào? Chúng ta thấy được rằng là vùng hỗ trợ đây, tại vùng giá là 2.100, đúng không ạ? 2.100 là vùng giá hỗ trợ vô cùng tốt.
và chính vì thế chúng ta có thể thấy xem xét là canh mua. Tuy nhiên chúng ta có thể dựa vào cái gì để canh mua nữa, khi mà đây một mô hình gọi là mô hình loa. Với mô hình loa, nếu các anh chị nào biết tức là sao, nghĩa là các ngược lại với mô hình trên thôi, các đỉnh sau cao cái đỉnh trước và các đáy sau thấp hơn các đáy trước. Ví dụ mô hình loa thế này, chúng ta giao dịch thế nào ạ? Đúng, giao dịch thế nào ạ? Rồi chúng ta sẽ giao dịch thế nào với việc giá giảm này vào mô hình loa này, thì chúng ta có thể xem xét tăng, nó sẽ tăng, tăng tại đâu ạ? Như là giá này chạm bên trên này, bật bên dưới này, chạm bên trên này, bật bên dưới này, chạm bên trên lần nữa này, nhưng mà không bật bên dưới nữa, mà nó sẽ tạo một cái vùng, nó sẽ là vùng giữa cái loa này. Vùng giữa loa này chúng ta có thể xem xét kênh mua, và đồng thời vô cùng tốt đúng không ạ? Đó là tại chính là đại vùng giá là 2400 của chúng ta đó. Vậy thì khi mà giá đi trong mô hình loa, chúng ta có cái mức hỗ trợ là vùng giá là 2400 thì không ngần ngại vì chúng ta không mạo hiểm kênh mua lên, mua lên đâu, mua lên 2500, 2520, có thể 2556. Có thể nói được rằng là ca cao, sản lượng của nó tăng rất là nhiều, vì trong thời gian vừa rồi khi mà chúng ta thấy là năm 2021, 2020 hay là giai đoạn cuối năm trước thì việc giá cacao tăng cao khiến cho các nước như là Bờ Biển Nhà và Ghana đã huy động rất 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 nhiều và có cái mức sản lượng tăng cao như vậy. Rồi vậy thì bây giờ giá tăng cao, vậy thì sản lượng tăng cao rồi, giá giảm rồi, và cacao cũng đã được đánh giá là một sản phẩm đang bị nói thế nào, định giá thấp. Vậy chính như thế thì những tin tức về những tin tức trong thời gian tới hay trong tuần tới đi, chúng ta có thể thấy được rằng giá có tiềm năng tăng là rất là tốt. Kết hợp với những mô hình kết hợp với mô hình loa, kết hợp với những phân tích kỹ thuật, chúng ta có thể xem xét chúng ta cần mua ngay tại vùng giá 2400. Và tất nhiên rồi, để phòng rủi ro chúng ta vẫn cắt lỗ khi mà giá đã chạm phần phía dưới là 2300-2370. Tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận chúng ta rất là cao, nên chúng ta nếu anh chị nào có thì chấp nhận mức rủi ro này thì chúng ta sẽ vào lệnh mua. Tuy nhiên để đề phòng, chúng ta vẫn luôn có những mức mà gần như là nếu giá giảm sâu quá chúng ta cần có cái phòng quản trị rủi ro của chúng ta. Vậy thì giá đang có những mức hỗ trợ nào? Thứ nhất chúng ta thấy đấy là mức hỗ trợ vùng giá là 2370, vùng giá gần như là đã thực hiện tốt trong thời gian qua đúng không ạ? Tiếp theo đó tất nhiên là các đáy sẽ là các mức hỗ trợ mà chúng ta có thể xem xét khi mà giá giảm sâu. Mức hỗ trợ 2 sẽ là vùng giá là 2330 và mức hỗ trợ 3 là vùng giá 2300. Nếu giá tiếp tục đi theo mô hình loa và những phân tích kỹ thuật chúng ta thì chúng ta gần như là có thể loại bỏ những khả năng giá về những hỗ trợ này. Tuy nhiên các anh chị nào kênh bán hay những anh chị nào đang có sự đề phòng của mình đối với lệnh mua thì chúng ta đã có những mức hỗ trợ nhất định để có được cái chiến lược của chúng ta đầu tư đối với sản phẩm cacao được kỳ hạn tháng 12 năm 2021 này rồi. Tiếp đó chúng ta có thể kể đến đó sản phẩm cao su. Vâng, sản phẩm cao su chúng ta như đã nói, như đã có rất rất nhiều những bình luận, những thảo luận chúng ta trong ngày thứ tư thảo như nhận định xu thế tuần, nhận định về xu thế, nhận định về tin tức thị trường hàng hóa. Chúng ta thấy được rằng là giá đang trong cái vùng quan trọng quyết định để có thể là xem xét giá tăng lại về giá là 280-300 hay không. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà dao động trong vùng này, khi mà dao động trong cái vùng hẹp từ vùng giá là 220 đến vùng giá là 200 này, giá sẽ liên tiếp có cái sự đi ngang của nó thôi. Vì chúng ta chưa có bất kỳ những thông tin gì, chưa có những gì quyết định gì từ Trung Quốc hay là của Nhật Bản hay là của Thái Lan hay Malaysia, những nước vừa kể vừa rồi là những nước có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với cao su, và chúng ta chưa thấy những thông tin nào đặc biệt quan trọng đối với sản phẩm này. Vậy thì như đã nói, chúng ta có thể thấy được rằng là trong vòng tháng 8, hết tháng 8 này vẫn chưa có bất cứ điều gì nổi bật có thể nói được rằng là giá có thể tăng cao. Tuy nhiên như đã nói, tháng 9 sẽ là thời gian mà giá có tiềm năng tăng cao, khi mà đây là tính thời vụ của giá trong 15 năm nay. Do đó trong tuần tới, thu hẹp về trong tuần tới đi, chúng ta sẽ chỉ canh mua lên
khi mà giá vùng giá 200 và canh bán xuống khi vùng giá 220. Đặc biệt thuận lợi cho những chị nào đang muốn giao dịch đầu tư gọi là hàng ngày day trade đối với sản phẩm cao su, chúng ta đã có mức kháng cự ở mức hỗ trợ nhất định rất phù hợp để các anh chị có thể có lệnh hàng ngày. Tuy nhiên các anh chị là canh bán nên đề phòng nhé. Như em đã nói, giá có thể tăng cao khi vào tính thời vụ sớm hơn như hơn dự tính và là thậm chí như không ạ. Còn trong tuần tới các anh chị vẫn cứ có thể là canh bán tại vùng giá 220 thôi, nhưng luôn đề phòng khi vượt quá đó là vùng giá 230 thì chúng ta có thể xem xét là có một cắt lỗ ở chúng ta. Còn những anh chị là kênh mua thì nên kênh mua tại vùng giá 200, tức là vùng giá là thuận lợi cho cái việc mà dù là mình có giao dịch trong ngày hay là mình có giữ lâu thì trong vòng tháng 9 tháng 10 sẽ có một lực tăng nhất định của chúng ta. Tuyệt vời, chúng ta có thể có mức lợi nhuận từ 200 đến 230, 30 giá được không ạ? Chuyển sang nhóm sản phẩm kim loại thì chúng ta có thể thấy được rằng là sản phẩm đồng, hợp đồng kỳ hạn tháng 12 năm 2021 đã giao dịch rất là nhiều và chúng ta đã biết được rằng là những thông tin về việc như là trong thời gian này giảm vì sao ạ? Thì Trung Quốc về áp lực đến giá, Trung Quốc họ tung ra rất nhiều kim loại như là đồng bạch, đồng kẽm thiết của họ ra để tăng sản lượng, đúng không ạ? Tức khi mà tăng sản lượng thì là giá sẽ bị giảm. Do đó trong thời gian qua chúng ta đã hiểu rằng Trung Quốc muốn gây sức ép lên giá và đặc biệt là kim loại đồng này nhiều đến thế nào. Rồi thì trong tuần tới chúng ta có được điều gì? Chúng ta đang có được rằng là giá đang điều chỉnh đi nữa thì nó vẫn đang trong cái kênh tăng rất là tốt. Vậy trong thời gian qua giá có một lực tăng mạnh khi mà các nguồn tin về việc như là Trung Quốc gây áp lực lên giá thì họ lại có một sơ suất, đó là gì ạ? Khi mà họ tung ra một sản lượng nhất định thì việc sản lượng họ tung ra thực tế lại thấp hơn so với những gì dự tính, đã khiến cho giá có một sự hồi phục rất là mạnh mẽ đến nỗi mà giá đã về tới vùng là 4.500 này. Rồi vậy thì giá khi mà về tới vùng này rồi thì chúng ta có thể xem xét điều gì? Chúng ta có thể xem xét được rằng là Trung Quốc họ tài to, họ vẫn có thế lực rất là mạnh thì giá vẫn sẽ có một sức ép nhất định. Do đó có thể trong tuần tới chúng ta trong đầu tuần sẽ có sự điều chỉnh nhẹ về cái mức hỗ trợ này của chúng ta, theo mức hỗ trợ chúng ta là 4.300 đó. Sự điều chỉnh này sẽ là sự điều chỉnh nhẹ thôi. Vì sao? Bởi em vẫn thấy được rằng là tiềm lực của sản phẩm đồng này là rất lớn. Chúng ta có các rất nhiều các công ty, rất nhiều những doanh nghiệp trên nhiều quốc gia muốn phát triển những sản phẩm như là xe điện hay là ô tô điện hay là những phương tiện gì đấy sử dụng điện rất là nhiều, thì đồng là một sản phẩm không thể thiếu đối với mặt hàng, với ngành này. Do đó dù Trung Quốc có gây áp lực tới đâu thì đúng, họ có tạo ra sự điều chỉnh của giá, chúng ta vẫn sẽ thấy được rằng là tiềm lực tăng khi mà đang trong cái kênh tăng này, đúng không ạ? Thì là kênh tăng này chúng ta có thể hồi phục về vùng giá là 4.700. Rồi vùng giá 4.700 sẽ là vùng giá gần như là đạt kỳ vọng chúng ta của đồng, khi mà sau khi một thời gian dài chúng ta thấy cái sự điều chỉnh từ tháng 5 vừa rồi đến tận gần như là cuối tháng 7, đúng không ạ? Trong tuần tới chúng ta vẫn thể xem xét được rằng là vẫn có thể có những sự điều chỉnh của giá đồng. Tuy nhiên chúng ta có thể xem xét kênh mua tại vùng giá là 4.300 đó, 4.300 cắt lỗ khi mà giá phá khỏi biên kênh tăng này chúng ta và giảm sâu. Còn mức lợi nhuận chúng ta sẽ đạt đầu tiên đó sẽ là nó giảm về 4.300 này, tăng lại về 4.500 và có thể là vượt lên tới là 4.700. Còn trường hợp đúng không? Trường hợp chúng ta vẫn luôn là khả năng ít hơn có khoảng khả năng tầm 30% hay 20% gì đấy thôi. Chúng ta có thể thấy được là giá gãy khỏi biên gãy khỏi kênh tăng thì chúng ta có thể xem xét bán đuổi cái lệnh bán đuổi này chúng ta bán từ đâu ạ? Bán lên 4.300 nhé, chúng ta bán về 4.100 đó, bán về cái vùng hỗ trợ này là một vùng hỗ trợ gần như là tâm lý và cũng như hỗ trợ tốt đối với giá đồng.